Xin chào em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C6 trong sách giáo khoa và đề 7 trang 41, đề bài như sau. Khi muốn nghe rõ hơn, người ta thường đặt bàn tay khum lại, sát vào vành tai. Các em quan sát hình 14.3 đây. Ông cụ này đang khum bàn tay lại và đặt tay sát vào bàn tai, đặt bàn tay sát vào vành tai. Đồng thời hướng về phía nguồn âm, hãy giải thích tại sao. Ông cụ này làm việc này với mục đích là nghe được âm rõ hơn, đúng không các em? Khi mà các em khum bàn tay lại và đặt bàn tay vào vành tai và hướng về phía nguồn âm thì khi này sẽ có âm phản xạ từ tay đưa vào tai và làm cho âm chúng ta nghe được rõ hơn. Đấy chưa? Nghe to hơn và sẽ rõ hơn. Cô và các em sẽ đi giải thích. Bàn tay khum lại, sát vào vành tai. Bàn tay khum lại. Đặt sát vào vành tai. Đồng thời hướng về phía nguồn âm. Đồng thời hướng về phía nguồn âm. Nguồn âm. Để hướng âm phản xạ từ tay đến tai. Để hướng âm phản xạ từ tay đến tai. Giúp ta nghe được âm to hơn và rõ hơn. Giúp ta nghe được âm to và rõ hơn. Được chưa các em? Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi C6 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 41.